mình có thể xem trên online. Em chào cô chú anh chị đã đến với kênh YouTube Gốm Sứ Nhật Xuân Lãm. Bên em chuyên các dòng gốm sứ Nhật cao cấp. Anh chị xem video mà cảm thấy yêu thích sản phẩm nào thì mình có thể điện thoại trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo số điện thoại 0913 330469 nha anh chị. Điện thoại trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo số điện thoại 0913 330469. Rồi em xin phép anh chị em lên mã đầu tiên trong video. Em có một cặp như thế này. Đây là một cái một cặp này là gồm một bình và một đĩa cảnh như thế này. Gồm một bình và một đĩa cảnh như thế này. Họ tiết hoa mẫu đơn. Màu xanh da trời rất là đẹp luôn nha anh chị đây nè. Cái dĩa màu xanh da trời rất là đẹp luôn. Họa tiết hoa mẫu đơn, một hoa là màu cam, còn một hai cái nụ hai bên là màu trắng. Nói chung cặp này rất là đẹp luôn nha anh chị. Và cái bình này nè, viền ở trên là có vẻ viền vàng. Bình này viền là có vẻ viền vàng nha anh chị, còn cái đĩa này thì không có viền vàng nè. Bình này nó chỉ có họa tiết mặt trước thôi nha anh chị, mặt sau không có họa tiết nha. Một cặp của nó là một bình một đĩa như thế này. Rồi em báo với anh chị, đĩa này mặt sau có truyện. Đĩa này mặt sau có truyện ký đầy đủ và bình này cũng vậy nha anh chị. Đĩa và bình mặt sau đều có truyện ký như nhau. Họa tiết như nhau, là một cặp của nó là một bình một đĩa. Đĩa này mình bộ này mình cái cặp này mình trưng trong tủ đẹp lắm anh chị. Rồi. Đường kính miệng của bình này là 8. Cao là 21 nha anh chị. Đường kính miệng của bình này là 8 và cao là 21. Rồi đường kính của đĩa này là 27. Rồi đường kính bụng của cái bình này là 54 luôn. Cặp này rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn nha anh chị. Cặp như thế này, một bình một đĩa. Bình có viền vàng, đĩa không có họa tiết, mặt sau có cái chuyện đầy đủ. Rồi anh chị yêu thích cái cặp bình với đĩa này thì lên cho em mã D1 giá 3 triệu cặp này. Lên cho em mã D1 giá 3 triệu nha anh chị. Một bình một đĩa như thế này. Em báo với anh chị là đĩa này em không kèm đĩa, em không có kèm đế trưng nha anh chị. Rồi, một cặp một đĩa một bình như thế này không kèm đế trưng, mà anh chị muốn mua thì mình có thể mua riêng. Chứ còn em để em trưng thôi chứ em không có kèm theo sản phẩm nha anh chị. Đó. Em chỉ bán cái đĩa với cái bình thôi, còn cái cặp còn cái kệ là mình mua riêng, mình để mình trưng nha, em không có kèm theo. Rồi mã D1 giá 3 triệu. Rồi em xin phép em lên mã tiếp theo. Em có một bộ đĩa trái hồng nha anh chị. Rồi bộ đĩa này 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 chiếc đĩa lớn và 2 chiếc đĩa nhỏ như thế này. Bộ đĩa này là bộ đĩa trái hồng nha anh chị. Bộ đĩa này là bộ đĩa hình trái hồng. Họa tiết hình hai quả hồng nha anh chị đó. 18 chiếc đĩa lớn và 2 chiếc đĩa bé như thế này. Cùng một bộ luôn. Cùng một bộ. À, em báo
em báo với anh chị là cái này nó không phải cùng một bộ nha anh chị, nó chỉ là cùng họ tiết trái hồng như thế này thôi. Đây cái đĩa này cũng họ tiết trái hồng, đĩa này cũng họ tiết trái hồng, nó không có cùng một bộ nhưng mà họ tiết là cùng một họ tiết trái hồng. Hai cái đĩa nó cũng xem giống nhau như thế này nè. Nó không có cùng một bộ, nó bị like vô một hai cái gì đó. Tại vì em thấy là nó cũng họ tiết trái hồng đó, nên là em để vô luôn. Rồi. Bộ đĩa này em có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 chiếc đĩa lớn và 2 chiếc đĩa bé như thế này. 18 chiếc đĩa lớn và 2 chiếc đĩa bé họ tiết hình trái hồng. Viền là viền vỉa men xanh lam. Rồi, em báo với anh chị là bộ đĩa này là da nó bị lai đó anh chị. Da nó bị lai nên là có cái là sẽ có truyện, còn có cái là nó sẽ không có truyện. Như cái này nó có truyện nè. Còn lại là không có truyện như thế này. Cái đĩa này là da em thấy có họa tiết hình trái hồng đó, nên là em bỏ vô cho nó đủ bộ, cho nó thành một bộ luôn. Hai cái đĩa này cũng vậy nè. 18 cái đĩa lớn và 2 chiếc đĩa bé họ tiết hình trái hồng. Rồi, đường kính của đĩa lớn là 16 và đường kính của đĩa nhỏ là 13. Rồi anh chị mà thích cái bộ đĩa này á, 20 chiếc nha anh chị, 18 chiếc đĩa lớn và 2 chiếc đĩa nhỏ. Anh chị thích bộ đĩa này thì lên cho em mã D2. Giá 390k bộ này. 20 chiếc. Đó. 390k bộ này, 20 chiếc, 18 chiếc đĩa lớn và 2 chiếc đĩa nhỏ, mã D2 nha anh chị. Rồi, em lên mã tiếp theo, em có một cái thố vuông, em có một chiếc thố vuông. Em có một chiếc thố vuông. Họ tiết vỉa tay. Họ tiết vỉa tay này. Em báo với anh chị là khay này mình có thể đó, khay cái nắp như này. Khay này mình mà cái thố này mình có thể mình để vào lò vi sóng mình hâm được nha anh chị. Cái đế này nè, mình có thể để vào lò vi sóng mình hâm được. Và em báo với anh chị là mặt sau của cái thố này có truyện chìm đầy đủ. Mặt sau của thố này có truyện thắt chìm vào trong sản phẩm. Rồi, thố là họ tiết vỉa tay. Thố này hoàn toàn họ tiết là vỉa tay nha. Thố này là em báo với anh chị là thố này là không phải màu trắng tinh nha anh chị, nó thiên về màu xanh ngọc á. Thố này thiên về màu xanh ngọc nha anh chị. Và em báo với anh chị là mặt trong của nắp thố có truyện, mặt trong của nắp thố cũng có truyện. Chiếc thố vuông như thế này có truyện chìm, đế này có thể bỏ vào lò sóng hâm được. Mặt trong cũng có truyện. Rồi, để em đo kích thước của cái chiếc thố này. Thố này đường kính miệng là 14 và cao là 5 nha anh chị. Đường kính miệng là 14 và cao là 5. Rồi, anh chị thích cái thố này thì lên cho em mã D3. Giá 120k cái thố này. Mã D3 giá 120k cái thố này nha anh chị. Rồi em lên mã tiếp theo. Em có một bộ khay. Khay này là khay ghép nha anh chị. Khay này là khay ghép, mình có thể để riêng để đựng từng món cũng được, mà mình có thể ghép lại thành một cái quả như thế này cũng được nè.
nó giống như mình có thể ghép lại một cái quả giống như ngày Tết mình để cái quả đó nữa. Rồi một bộ như thế này, một bộ là gồm 5 cái khay hình cánh quạt như thế này và một cái khay tròn ở chính giữa để mình đựng hạt dưa, xung quanh mình đựng bánh mứt đồ gì đó. Khay này có thể ghép như thế này hoặc là mình có thể để tháo rời ra mình đựng từng món ăn cũng được. Rồi khay này là họ tiết hình trái nho nha anh chị. Họ tiết hình trái nho, mình sờ và nó cộm nổi như thế này nè. Viền là viền bỉa bằng men xanh lam. Và cái khay này em báo với anh chị là mặt sau của khay này mình có thể là bỏ, mình cũng có thể bỏ vào lò vi sóng. Nói chung là mấy cái mặt mình như thế này này, mình có thể bỏ vào lò vi sóng mình hâm lên được. Đó, một bộ như thế này anh chị mua về mà để lên bàn xong rồi ngày Tết đó mình đâm mất, mình trưng mất, trưng hạt dưa đồ cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi đường kính của chiếc khay nhỏ bên trong này là 12, đường kính của chiếc khay lớn bên ngoài là 18 nha anh chị, và cao là 4. Đường kính trong là 12, đường kính ngoài là 18 và cao là 4. Em báo với anh chị là bộ này không có truyện ký nha. Bộ này mặt sau không có truyện ký nha chị. Một bộ để gồm 4 cái khay hình cánh quạt và một cái khay nhỏ mình ghép lại như thế này. Rồi anh chị mà thích cái bộ khay này thì lên cho em mã D4 giá 300k. D4 giá 300k một bộ như thế này nha anh chị, quá xuất sắc luôn. Tết mà trưng bánh mứt là hạt dưa đồ là cực kỳ sang đẹp nữa. Mà một bộ. Rồi, D4 300k bộ này. Rồi, em lên 2 cái bình sake. Em lên 2 chiếc bình sake như thế này. Bình này là bình sake dung tích lớn nha anh chị. Bình này là bình sake dung tích lớn và em báo là cái bình này không, hai chiếc bình sake này không có nắp nha anh chị, đa số bình sake là không có nắp hết. Mình về là mình độ chế nắp riêng rồi. Bình rót rượu như thế này. Rồi, hai chiếc bình như thế này. Nhìn nó rất là lạ mắt luôn. Đường kính miệng của bình này là 6 và cao là 17. Đường kính miệng là 6 và cao là 17. Rồi, anh chị thích hai cái bình sake này thì lên cho em mã D5 giá 60k một chiếc nè. Nhìn nó rất là lạ luôn mà đẹp nữa, màu cam. D5 giá 60k một chiếc như thế này nha anh chị. Rồi em lên mã tiếp theo. Em có hai chiếc đĩa Hello Kitty men xanh lam. Hai chiếc đĩa họ tiết Hello Kitty men xanh lam nha anh chị. Nhà nào mà mình có em bé hoặc là mấy bé gái mà thích mèo Hello Kitty thì đây, hai chiếc đĩa này mình thêm vô bộ sưu tập của cho các bé nè. Hai chiếc đĩa Hello Kitty mặc cái gì ta, à kimono rất là xinh luôn nha anh chị. Men xanh lam, viền bèo hoa nhúng, viền nó nhúng, viền nhúng nhẹ như hoa vậy anh chị đó, viền nhúng nhẹ như thế này. Hai chiếc đĩa mèo Hello Kitty men xanh lam,
có thêm vài bông hoa đào nho nhỏ nữa nè, xinh lắm luôn. Rồi, mặt sau của đĩa này có truyện ký đầy đủ luôn. Mặt sau của đĩa hai đĩa này có truyện ký đầy đủ, hai đĩa này là cùng một bộ nha anh chị. Đường kính của đĩa này là 20. Đường kính của đĩa này là 20 nha anh chị. Hai chiếc đĩa cực kỳ xinh luôn. Rồi lên trên mã D6 giá 130k hai chiếc. Mã D6 giá 130k hai chiếc. Mặt trước là họa tiết hình mèo, mặt sau có truyện ký đầy đủ. Rồi em lên mã tiếp theo. Em có một chiếc tượng cô gái. À tượng này là tượng mỹ bồng con nha anh chị. Đây, tượng mỹ bồng con như thế này. Em để gần lại cho anh chị thấy nè. Cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, người ta làm tinh xảo lắm luôn anh chị ơi, nó không có tì vết một chút xíu nào luôn. Tượng này là tượng mẹ bồng con nha anh chị, cầm rất là nặng tay luôn. Tượng này em nghĩ là nguyên khối chứ không phải là rỗng bên trong đâu nha anh chị. Tượng này là nguyên khối chứ không phải rỗng bên trong đâu, cầm rất là nặng tay luôn. Không phải giống như mấy lò tượng bình thường mà nó bị rỗng bên trong đâu. Rồi em báo với anh chị là mặt sau không có truyện ký nha. Mặt sau của tượng này không có truyện ký. Tượng mẹ bồng con, đó hoa này, đó hoa chạm nổi. Hai cái bó hoa này là chạm nổi, rất là đẹp luôn. Rồi, tượng này cao là 26. Tượng này cao là 26 và em đo từ bàn chân cho tới cái cây bên đây thì là 24 nha anh chị. Cao là 26 và ngang là 24. Mặt dưới không có truyện ký, không có tì vết gì hết. Đây là tượng mẹ bồng con. Rồi, anh chị lên cho em mã mã D7 giá 800k tượng này nha anh chị. D7 giá 800k. Lên D7 giá 800k nha, cực kỳ xuất sắc luôn. Rồi em lên mã tiếp theo. Em có tô này, em báo với anh chị. Cái chén, cái này cũng phải là cái chén mà cũng phải là cái tô nữa, gọi là cái bát lỡ đó anh chị. Nó bí bí như thế này nè. Cái này là cái bát lỡ nha anh chị. Rồi em báo với anh chị là bát này em có số lượng là 10 chiếc. Bát này em có số lượng là 10 chiếc. Họ tiết của bát này không có họ tiết nhiều, nó chỉ đơn giản là một bên bạc màu xanh và bên đây là màu đen thôi. Rồi em báo với anh chị là tô này, cái bát lỡ này mặt sau không có truyện ký nha. Bát lỡ này mặt sau không có truyện ký. Bát cầm vừa tay như thế này. Đó, họ tiết rất là đơn giản luôn nhưng mà nhìn vẫn rất là thích mắt luôn nha. Tô này em có số lượng 10 chiếc nha anh chị. Đường kính miệng của tô là 14 và cao là 7. Đường kính miệng của tô là 14 và cao là 7. Anh chị lên cho em mã D8 giá 50k một chiếc như thế này. Em có 10 chiếc. D8 giá 50k một chiếc. Em có 10 chiếc nha anh chị. Mặt dưới không có truyện nha. Rồi em lên tiếp cho anh chị một mẫu đĩa nữa này. Em lên tiếp cho anh chị một mã đĩa Hello Kitty nữa. Đây, xinh chưa? Nhà nào mà có em bé mà mê mèo Hello Kitty thì không có thể bỏ qua được mấy cái đĩa này đâu nha anh chị, cực kỳ xinh luôn. Rồi, đĩa này mình có thể mình mua về mình đựng thức ăn cho bé ăn dặm, hoặc là cho bé đặt thức ăn của bé lên trên này để cho bé thích thú với ăn nhiều hơn nè. Nói chung là cái đĩa này rất là xinh luôn. Họ
hình mèo Hello Kitty như thế này. Rồi, mặt sau có truyện luôn. Mặt sau có chữ Hello Kitty này. Xinh quá. Rồi, đường kính của đĩa này ngang là 26 và rộng là 20 nha anh chị, ngang là 26 và rộng là 20. Anh chị lên cho em mã D9 giá 160k cái đĩa này. Mã D9 giá 160k nha anh chị. Cực kỳ xinh luôn, không có một chút xíu tì vết nào hết nè. Mà sau có truyện ký đầy đủ luôn, có chữ Hello Kitty thì to to luôn. Rồi em lên một mã nữa. Bình trà nha chị, mã này. Mã này là cái bình trà. Bình trà này là mới 100% nè. Đó. Bình trà này em sẽ kèm theo quay may cho anh chị nha. Bình trà này em sẽ kèm theo quay may. Họ tiết caro. Họ tiết của bình là họ tiết caro, vỉ bằng tay như thế này. Họ tiết caro vẽ bằng tay. Và bình này em báo với anh chị là nó có hai lọc luôn. Mình thích thì mình dùng cái lọc lưới inox như thế này, còn không thì mình có thể bỏ ra bên trong, người ta có làm lọc tổ ong bên trong cho sẵn cho mình luôn, liền vào trong bình rất là tiện lợi luôn. Mình thích thì mình dùng cái này, còn mình không thích thì mình bỏ ra, mình vẫn có cái lọc tổ ong bên trong. Bình này là bình mới 100% và anh chị chốt thì em sẽ đi kèm theo quay nha anh chị. Mặt dưới của bình là không có truyện ký. Bình thường là bình trà là mặt dưới sẽ không có truyện ký, nhưng mà nó sẽ nằm có truyện bên trong nắp như thế này. Bình mới 100% luôn. Nó bình này là màu xanh ngọc và họa tiết là họa tiết sọc caro như thế này. Hoàn toàn vẽ bằng tay luôn. Rồi dung tích của bình này thì tầm khoảng là dung tích của bình này tầm khoảng dưới 1000ml nha anh chị. Dung tích là tầm khoảng dưới 1000ml. Đường kính của miệng bình là 9 và cao là 11. Đường kính của miệng bình là 9 và cao là 11. Dung tích dưới 1000ml. Bên mặt dưới không có truyện, truyện ở trong nắp như thế này. Họ tiết caro rất là xinh luôn. Bình màu xanh ngọc. Rồi anh chị lên cho em mã D10 giá 300k chiếc bình này. Anh chị lên trên mã D10 giá 300k nha. Rồi anh chị chốt thì em sẽ kèm theo quay may cho anh chị. Rồi em lên mã tiếp theo. Em có mấy cái đĩa họ. Em có mấy cái đĩa nhìn nó lạ mắt lắm luôn nè. Đĩa này là không phải cùng một bộ nha anh chị. Tại vì về kiện hàng thì em thấy nó lẻ tẻ nên là em bỏ rồi cho nó cùng một bộ luôn. Rồi đĩa này là em thấy lẻ tỉ như thế này là em bỏ vào cùng một bộ như thế này luôn. Thật ra là bốn chiếc là nó có hình dáng giống nhau nhưng mà họa tiết không hề giống nhau nha anh chị. Hình dáng giống nhau nhưng mà họa tiết không có giống nhau nè. Em bỏ vô chung cho nó một bộ luôn, khỏi kiểu như là nó một chiếc nó cứ bị lạc á. Em bỏ chung vào một bộ luôn. Rồi bốn chiếc này là mặt sau có truyện ký luôn. Người ta khắc cái hình nội lô vào trong đĩa như thế này luôn nha anh chị. Truyện ký là không phải bằng chữ. Truyện ký của đĩa này không có bằng chữ mà là người ta tạo hình một chiếc hồ lô như thế này. Rồi cái kiểu dáng đĩa rất là lạ mắt luôn. Mỗi chiếc đĩa như thế này sẽ là một họa tiết khác nhau nha. Kiểu nó không có cùng bộ nhưng mà nó cùng kiểu dáng để bỏ vào chung cho nó thành một bộ luôn đó. Kiểu thì giống nhưng mà họ tiết thì không có giống này. Mỗi chiếc một họ tiết khác nhau.
nhưng mà nó cùng chung một 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 dòng truyện là Trái Hồ Lô. Rồi đường kính của đĩa này là 18.5. Anh chị lên cho em mã D11. Giá 300k 4 chiếc này đi. D11 giá 300k 4 chiếc đây. Cái hình đĩa rất là lạ mắt luôn, cực kỳ lạ. Giờ em mới thấy cái đĩa như vậy này. D12 300k 300k 4 chiếc nha anh chị. À em xin lỗi anh chị. Mã D11 giá 300k 4 chiếc. Rồi, em lên mã tiếp theo, em có một cái bình bông, bình hoa. Em có một chiếc bình hoa như thế này, cực kỳ đẹp luôn. Màu xanh da trời nhẹ. Kiểu dáng trên miệng bình là nó sẽ làm kiểu như đang lúa như thế này nha anh chị. Rất là tỉ mỉ, tinh tế luôn. Đó, em xoay một vòng cái bình cho anh chị xem nè. Không có một chút xíu trầy xước nào hết. Họ tiếc là hoa đắp nổi, những cái hoa này là nó đắp nổi nè. Cực kỳ tinh tế luôn. Vỉ vàng hai bên ngoài. Trên mỗi chóp bông cũng có vỉ vàng. Nhụy bông cũng làm rất là tinh tế luôn. Nói chung là cái bình đã không có chơi được chỗ nào anh chị. Đó, cái bình này không có chơi được một chỗ nào hết đó. Xinh quá xinh luôn. Rồi em báo với anh chị là mặt sau của bình này không có đê, mặt sau của bình này không có ký truyện nha, nhưng mà người ta sản xuất, người ta làm rất là tinh tế luôn. Kiểu như là người ta làm bốn cái miếng đệm nhỏ xíu ngay chỗ bốn cái chân này nè, để lúc mình đặt xuống như thế này thì nó không có bị kêu cái tiếng lặp cặp, mà để khiến cho nó dễ vỡ chiếc bình. Rồi bình này cao là 40cm nha anh chị. Bình này cao là 40cm. Cái bình đẹp quá ta. Rồi anh chị lên cho em mã D12 giá 1.550.000 chiếc bình này luôn. Hàng này là hàng em mới về Thất Tỳ, em full là em lên luôn. Mã D12 1.550.000 cái bình này. Xuất sắc. D12 1.550.000. Rồi em lên mã tiếp theo. Mã tiếp theo là em có một bộ chung trà chấm bi như thế này. Cái này thì mình có thể dùng mình chân nước cho mình hờ, là mình làm chung trà mình uống, hoặc cũng có thể là mình đơm mấy cái chén chè nhỏ nhỏ để mình đơm cho mình hờ anh chị. Rồi một bộ là 10 chiếc, nhưng mà em báo với anh chị là bộ này là em có số lượng nhiều, 20-30 chiếc gì đó. Cứ một bộ như thế này là 10 chiếc. Kiểu chấm bi xanh rất là lạ mắt luôn. Rồi em báo với anh chị là mặt sau của chung trà này không có ký truyện. Mặt sau của chung trà này không có ký truyện. Và em báo thêm một chi tiết nữa là cái chung trà này nè, những cái họa tiết chấm bi, những cái họa tiết chấm bi không phải là người ta vỉ lên nha anh chị, mà người ta khắc vô trong ly luôn. Như thế này mình sờ nó sẽ bị lõm cái tay của mình vào như thế này, kiểu giống như là người ta khắc bỏ bóp lớp men để tạo thành một cái họa tiết chấm bi trên cái nền xanh như thế này, chứ không phải là người ta vỉ lên nha anh chị. Đó, một bộ 10 chiếc và em có số lượng là khoảng 2-3 bộ gì đó. Để em đo đường kính nha. Đường kính của ly này là miệng là 9
Và cao là 5,5 nha anh chị. Đường kính miệng là 9 và cao là 5,5. Rồi anh chị thích cái bộ này thì lên cho em mã D13, giá 200k 10 chiếc. D13 giá 200k 10 chiếc như thế này nha anh chị. Cái họa tiết chấm bi này là không phải là vẽ nha, người ta khắc men để tạo thành một cái mình sờ tay nó sẽ lõm vào cái tay vào như thế này để tạo nên một họa tiết chấm bi chứ không phải là người ta vẽ lên nha. Làm rất là tỉ mỉ luôn. D13 200k 10 chiếc này cho em nha. D13 200k 10 chiếc. Em có 20-30 chiếc gì đó. Rồi em lên mã tiếp theo. Chiến chấm bi hồi nãy là mình lên ly chấm bi nha anh chị. Giờ mình lên chiến cơm chấm bi. Chiến này là em keo lại như thế này là em sợ bị bể anh chị. Đó, em keo cứ một chồng như thế này là 5 chiếc. Họ tiết chấm bi hồi nãy là ly chấm bi và bây giờ là chiến cơm chấm bi nha anh chị. Đó, 10 chiếc. Chiến này là chiến ăn cơm nha anh chị, mà form của Nhật chứ nó không có giống form Việt Nam mình. Form Việt Nam của mình là form chiến tròn, còn form chiến ăn cơm. Rồi, form này là form chiến Nhật nha anh chị, không có giống như chiến của Việt Nam mình là chiến tròn. Form này là form chiến Nhật. Hồi nãy là ly chấm bi, giờ là em lên chiến chấm bi như thế này. Và mặt sau của chiến cũng không có cái chuyện luôn. Một bộ như thế này 10 chiếc. Đường kính của miệng chiến là 12 và cao là 6 nha anh chị. Đường kính của miệng chiến là 12 và cao là 6. Họ tiết chấm bi cũng là khắc men để tạo thành cái vòng tròn chấm bi như thế này chứ không phải là vỉ lên. Bộ này 10 chiếc. Anh chị lên cho em mã D14 giá 300k bộ này. D14 giá 300k 10 chiếc nha anh chị. Form chiến cơm của Nhật. Rồi mình có thể mình mua bộ này chung với bộ kia, mình làm thành một series chấm bi cũng được anh chị. Rồi, lên cho em mã D14 giá 300k 10. D14 giá 300k 10 chiếc. Rồi em xin phép cô chú anh chị em xin dừng video.